kiểm soát. Bộ trưởng Quốc phòng Honduras nêu rõ nhiệm vụ của công an này là triệt phá các tổ chức tội phạm hoạt động trong nhà tù, cũng như là tìm ra các đối tượng giật dây từ bên ngoài. Cảm ơn chị Ngọc Bích với những thông tin vừa rồi, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong bản tin 18 giờ. Quý vị khán giả, trong phần tiếp theo của Việt Nam hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của băng nhóm tội phạm buôn bán ma túy tại nhiều địa bàn trên thế giới, châu Âu và châu Mỹ. Ma túy là hiểm họa khôn lường với sức khỏe và cộng đồng. Thế nhưng ma túy và tội phạm ma túy những năm qua vẫn tiếp tục gia tăng, gây ra những hệ lụy to lớn cho xã hội trên toàn cầu. Chỉ riêng về cocaine, báo cáo mới nhất công bố của Tổng thống Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm ma túy và tội phạm cảnh báo nguồn cung và đầu ra đối với cocaine đang khủng hoảng trên toàn thế giới. Chủng cây cocaine tổng hợp sản lượng cocaine đạt mức cao kỷ lục vào năm 2021, năm gần nhất có dữ liệu và tiếp tục tăng đều đặn. Số người sử dụng cocaine trên toàn cầu tăng dần so với mức ước tính 22 triệu ghi nhận trong cùng thời kỳ. Việc chống cây cocaine tăng cao kỷ lục với mức 30% của năm 2021 so với 2020. Các quốc gia trồng nhiều nhất là Bolivia, Colombia và Peru với tổng diện tích canh tác hơn 300.000 ha. Trong một tháng rưỡi trong năm 2023, chúng tôi đã xác định được 27 đồ đề trồng cocaine. Cũng giống như lần xa, số người nghiện cocaine ngày càng trẻ hóa. Thì chúng ta đã biết, việc sử dụng càng sớm thì càng có nhiều hậu quả tiêu cực, dù là về sự phụ thuộc hay các vấn đề về thần kinh, xã hội. Đối với ma túy giá hay còn gọi là methamphetamine, trong khi gần 90% lượng chất cấm này được thu giữ ở các khu vực là Đông Á, Đông Nam Á và Bắc Mỹ. Dữ liệu cho thấy những thị trường này đã ổn định, trong khi nạn buôn bán vẫn gia tăng ở những nơi khác, chẳng hạn như Trung Đông và Tây Phi. Các nhóm tội phạm được tổ chức luôn cố gắng tìm cách hết các biện pháp rồi tuần tra, tuần hoàn vi phạm luật để thu giữ sớm tiền công các đối tượng này. Vì vậy, trong năm 2022 và năm 2023, chúng tôi đã lưu ý rằng các hoạt động hàng hải đã một vai trò quan trọng đáng kể trong các hoạt động buôn bán ma túy đá tại khu vực. Báo cáo của các chuyên gia về các vấn đề kinh tế và xã hội liên quan các thách thức từ chất cấm của sự giảm giá môi trường, vi phạm luật về xử lý các ma túy có thể tăng về giá và sự thống trị ngày càng tăng cường. Để mô tả tình trạng hiện tại, chúng tôi có ba từ khóa, đó là mọi nơi và không mọi nơi. Đầu tiên là mọi nơi. Ngày nay ma túy nổ khắp mọi nơi ở châu Âu. Chưa bao giờ có nhiều loại ma túy có độ tinh khiết cao như vậy, mở giá ổn định thấp như vậy. Thứ hai là mọi thứ. Mọi thứ ngày nay được sử dụng có thể được sử dụng ở biến tiền nhất. Và thứ ba là mọi người, những người chúng ta biết hoặc sống cùng, ai cũng có thể có một giai đoạn hiện tạm thời hoàn tỉnh. Điều này rất mới so với 10 năm trước. Và cuối cùng là mọi người đều có thể phản ứng hợp quả từ bạo lực liên quan đến ma túy trên lãnh thổ của Liên minh châu Âu. Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe con người mà còn hủy hoại xã hội của chúng ta. Tội phạm ma túy dùng lợi nhuận từ việc buôn bán ma túy để thu mua đặc biệt là quan hệ hiện nay là sự gia tăng của mạng tội phạm. Các nghị sĩ trong năm ngoái nước Mỹ có
chúng có thể giải thích tại chỗ, không cần vận động xử lý, dễ dàng vận chuyển. Chúng có thể mạnh, nguy hiểm chết người. Chúng ta phải đảm bảo rằng tế đại của người này không thể trở thành một nhà ở chỗ. Còn tại Mỹ, gần đây, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ FDA đã cảnh báo về loại có tên gọi Cyanogen. Đây là loại thuốc vốn chỉ dùng trong kỹ thuật thú y, nhưng hiện nay đã trở thành một trong những nguy cơ gây nhiễm hàng đầu ở tất cả 53 nước Mỹ. Loại thuốc này thậm chí được ví là thuốc thay mang cho bì vì nó khả năng tạo ra những vết loét nghiêm trọng ở Banyoyok là một người nghiện ma túy đã nhiều năm. Nhưng gần đây sau khi vô tình sử dụng một loại ma túy mới là Cyanogen, đã để lại cho anh Mark Pitt những vết thương ở chân và cánh tay đang được khắc phục. Những nhân viên tư sự bảo vệ các cơ một nhân viên tư vấn của anh tư vấn sở cũng sẽ không thể lưu ý nhưng là có lý do tại sao các đồng nghiệp sử dụng đó vấn đề nhưng mà biết làm gì thì đang bị lưu ý. Thống kê trong giai đoạn 12 tháng tính đến tháng 8 năm 2012 đã có hơn 6.000 người Mỹ tử vong do sử dụng Cyanogen. Báo cáo của Cục Quản lý Ma túy Mỹ cho thấy, với nhóm người nước ngoài, các bang miền Nam nước Mỹ đã chứng kiến mức gia tăng mạnh nhất về số lượng người nghiện ma túy sử dụng Cyanogen. Nếu so sánh với năm 2021, mức độ này lên tới hơn 190%. Gần đây chính phủ Mỹ bắt đầu xác định Cyanogen là mối đe dọa mới của đất nước. Lần đầu tiên trong lịch sử, nguy cơ từ một loại ma túy được chính phủ Mỹ đặt ngang hàng với khủng bố sinh học, bệnh truyền nhiễm gây tử vong hay biến đổi khí hậu. Nhưng mối đe dọa được đánh giá là có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng ở tầm quốc gia. Hoàng Hải, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Tội phạm ma túy cũng đang tăng cường hoạt động của chúng ta, lợi dụng cơ chế hành lang và liên quan đến rất nhiều lĩnh vực. Ví dụ như là cơ chế thanh toán tiền điện tử lại, vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, đường bộ và đường biển. Thời gian gần đây, các lực lượng chức năng Việt Nam đã liên tiếp triệt phá các đường dây vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn lên tới hàng tấn ma túy. Các đối tượng chủ yếu cầm đầu các tổ chức tội phạm sử dụng chất đề công nghệ cao để hoạt động với những thủ đoạn mới ngày càng tinh vi hơn, khiến cho tình hình tội phạm ma túy diễn biến hết sức phức tạp. Cái này là kinh nghiệm của tôi thành công.
ma túy giấu trong các công cụ như hạt đậu, hạt mưu, pp, giả dày lợn, v.v. Các đối tượng dùng tên giả, cải trang hoặc bịt mặt khi trực tiếp sử dụng nhiều cô chỉ đạo đàn em. Một đối tượng quan trọng trong đường dây tổ chức đều được đặt một biệt danh để tránh cơ quan chức năng phát hiện. Thank you.